Vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là H11, gồm có hai phôi sam hương bám đá luôn nha. Đá khá là đẹp. Đây là viên thứ nhất này. Có chiều dài là 19 nè. Tổng chiều dài là viên đá là 16 này, tổng chiều dài là 18 nè. Còn viên đá này là 17 nè, tổng chiều dài là 19 nè. Hai viên này mình xin giao lưu nhanh là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship. Viên này cũng khá là đẹp, hàng hóc. Đó thì để có những cái tác phẩm tương lai thì bên mình cũng đều phải làm ra những cái như thế này. Trước tiên là cái ý tưởng rất là quan trọng. 300k bao ship. Rồi em xin qua hai viên này luôn. Em xin giao lưu kế tiếp có mã số là H12. H12 là một cây sam hương bám đá luôn nha. Rất là ok. Viên đá khá là đẹp. Viên đá này có chiều cao là 21, tổng chiều cao là 28, chiều rộng là 8 nha. Viên này mình xin giao lưu là 300k bao ship luôn. Là một tác phẩm tương lai khá là đẹp nha. Cây bám đá, sam hương bám đá nha. Viên đá này hàng hóc cũng khá là VIP luôn. Rồi em vừa xin qua tác phẩm này luôn. Rồi em vừa xin giao lưu kế tiếp là một cây sam hương bám đá có mã số là H13. Phô này cũng khá là đẹp nha. Viên đá khá là đẹp, nhìn khá là phong trần, khá là thiên nhiên luôn. Rồi mình sẽ có số đo là tổng chiều cao là cỡ tầm 30 hơn. Chiều cao của viên đá là 23. Tác phẩm này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. Thì rất là tương lai, khá là đẹp. 350k bao ship. Cái phôi sam hương thì cũng khá là to. Rồi em vừa xin qua tác phẩm này luôn. Rồi em vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là H14. Là một cây sam hương bám đá. Nguyên cái khối đá rất là đẹp nha. Nó có hang hốc, nó có giống như một cái đồi núi khá là đẹp. Đó. Sam hương bám đá, mã số là H11. Rồi cái này mình thông báo số đo luôn nha. Số đo này là 22, tổng chiều dài. Tổng chiều cao là 12 của viên đá. Tổng chiều cao của tác phẩm là 20. Tác phẩm này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. Những cái phôi sam hương này là cũng 1 năm tuổi đó nha các nhà. Chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Để mà có những cái tác phẩm như thế này thì mình phải chuẩn bị những cái thao tác từ lâu. 1 năm đến 2 năm. Đó là đến năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì mới có tác phẩm đẹp để mình sưu tầm. Nói chung bộ môn bonsai nó đòi hỏi cái tinh thần kiên trì rất là nhiều. Trevor xin qua tác phẩm này luôn nha. Trevor Monson Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một tác phẩm sam hương bám đá. Viên đá khá là đẹp. Hàng hóc bao đẹp luôn nha. Đó, tác phẩm này khá là ok. Sau này mình làm đây. Đó. Cái này ở dạng phôi thôi nha. Tổng chiều cao là 20. Tổng chiều rộng của viên đá là 16. Tác phẩm này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. Là một phôi sam hương bám đá. Đá khá là đẹp. H15. Rồi em xin qua tác phẩm này luôn. Rồi em xin giao lưu kế tiếp có mã số là H16. Là một tác phẩm sam hương bám đá. Phôi nha.
Cái này về mình thích mình dựng đứng cũng được, hoặc là mình thích để nằm như thế này cũng được. Mình làm cho cái cây nó rộng ra, cho nó phủ lên trên cái viên đá luôn nha. Rồi tổng chiều dài viên đá là 21, chiều rộng của viên đá là 8, tổng chiều cao là 24. Viên này mình xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha, 250k bao ship. Mình thích dựng thì dựng, còn mình thích cho để nằm thì để nằm, không sao. Nói chung mà nghệ thuật này nó rất là rộng và bao la, mỗi người mỗi cảm nhận thôi. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là H17. H17 là một phôi sam hương bám đá, viên đá khá là đẹp luôn nha, rất là tương lai. Rồi viên này có chiều cao là 22, tổng chiều cao là 28, chiều rộng viên đá là 24. Rồi viên này mình xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha, 300k bao ship. Tác phẩm sam hương bám đá cho tương lai nha. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là H18, là một phôi sam hương bám đá, tổng chiều cao của tác phẩm là 22, chiều rộng là 15. Viên này mình xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Viên đá cũng khá là đẹp, 250k bao ship. Khá là duyên luôn nha. Rồi em vừa xin qua phôi này luôn. Rồi em vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là H19, là một phôi sam hương bám đá, tổng chiều cao là cỡ tầm 30 hơn, tổng chiều cao viên đá là 25, tổng chiều rộng viên đá là 10. Viên này mình xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha, 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là H20, là một tác phẩm phôi sam hương bám đá nha. Rồi tổng chiều cao là 26, chiều rộng đá là 10. Phôi này mình xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha, 350k bao ship. Phôi sam hương bám đá, viên đá cũng khá là đẹp. Nói chung là mình chơi cái bộ môn này là đá với cây là nó đi đôi với nhau, nó hỗ trợ nhau. Vài năm sau là một tác phẩm đẹp nha. Sam hương thì mình muốn chơi cây cổ thụ cũng được, mình muốn chơi cây mini cũng được, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Rồi vâng, xin qua phôi này luôn.